kiểm tra cơ sở điểm dấu công nghệ 207 TD 007. Báo cáo đồng chí đồng trưởng, điểm dấu công nghệ 207 cụ ni 087. Về đây, vừa được nhận dạng, được tốt quân đội. Được. Báo cáo lãnh đạo nhận dạng được tốt quân đội xong. Được. Báo cáo đồng trưởng, xuất hiện tốt 004. Anten 6 bằng rút, trục xạ mục tiêu báo cáo. Rõ. Đây chỉ là một trong số rất nhiều tình huống mà trạm radar 22 tổ chức cho bộ đội huấn luyện hàng ngày trong mỗi phiên canh trực. Giả định có một phần tử bay không xác định di chuyển vào không phận phía đông bắc nước ta. Khẩu lệnh to, rõ, khẩn trương. Các thao tác cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và hiệp đồng chặt chẽ. Ngay lập tức, các trắc thủ nhận lệnh nhanh chóng quan sát, bám bắt mục tiêu và báo cáo về sở chỉ huy trung đoàn. Lãnh đạo chỉ huy đơn vị luôn làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, giáo dục và tổ chức học tập các văn bản chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu quản lý vùng trời cho 100% quân nhân trong đơn vị, đặc biệt là 10 chế độ sẵn sàng chiến đấu của quân chủng phòng không không quân 4 biết trong quản lý vùng trời, làm cơ sở để bộ đội rèn luyện bản lĩnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức trực ban chiến đấu nghiêm túc theo đúng quy định, sẵn sàng mở máy theo phiên và mở máy tăng cường khi có lệnh, quản lý vững chắc các tốp mục tiêu trong vùng trời trách nhiệm, đặc biệt là các tốp chuyên cơ A, các tốp quân sự. Chúng tôi tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm cũng như là đột kích, đặc biệt là tập trung vào các phiên ban, kíp ban mẫu hàng tuần, hàng tháng, đặc biệt là hàng tuần chúng tôi đều có tổng hợp nhận xét đánh giá từng phiên ban. Sau các mỗi ca mỗi kíp thì chúng tôi có những giảng bình để bình xét cho anh em nhận thức rõ, đặc biệt là qua các phiên chiến đấu, qua các tình huống trên không, mặt đất thì chúng tôi rút kinh nghiệm từ cấp phiên ban trở lên để anh em nâng cao được cái ý thức trách nhiệm tiếp tục chiến đấu ở các phiên sau nó tốt hơn. Là trạm radar cảnh giới tầm xa, hiện nay trạm radar 22 trung đoàn 295, sư đoàn 363 được biên chế nhiều loại khí tài mới, hiện đại như đài radar LM2288 với tính năng ưu việt, thời gian mở máy 8 đến 9 phiên, tương đương 16 đến 18 giờ trên ngày, quản lý tốt các tốp mục tiêu ở xa với cự ly 500 đến 650 km. Hệ thống đài, màn hình hiển thị tất cả trên máy tính. Đặc biệt, giao diện bằng tiếng Anh, nên để làm chủ và khai thác hiệu quả khí tài này, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cũng như các trắc thủ phải thao tác thành thạo máy tính, nắm chắc thuật ngữ tiếng Anh trên mặt máy, luyện tập, thực hành thường xuyên trên mô hình học cụ, để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn. Qua những lần học trên những mô hình học tụ, chúng tôi cảm thấy bản thân mình mỗi ngày được trau dồi thêm nhiều kiến thức về khí tài. Qua các buổi học như thế, chúng tôi nâng cao được tính hiệp đồng chặt chẽ giữa đồng chí đồng đội với nhau, giúp xử lý các tình đơn vị giao cho. Huấn luyện từ đơn giản, từng bước, đó đến phức tạp và thực hiện đúng phương châm huấn luyện là cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm. Khi mà chúng tôi huấn luyện ở dưới được, thì chúng tôi mới chuyển sang huấn luyện hiệp đồng kíp, quá trình tổ chức huấn luyện hiệp đồng kíp, tổ chức huấn luyện khan trên máy, kiểm tra và đạt được các nội dung chỉ tiêu được đặt ra thì chúng tôi với tổ chức là huấn luyện một quy trình đúng theo các bài tập mà chúng tôi đề ra. Vũ khí trang bị của sư đoàn cũng rất là hiện đại để quản lý chặt chẽ vùng trời ở các tầng lớp ở độ cao khác nhau. Ngoài ra để bù lấp trường radar, chúng tôi tổ chức hệ thống vọng quan sát mắt, đài quan sát phòng không tạo thành trường radar khép kín của sư đoàn để quản lý chắc mục tiêu. Và đặc biệt là trong công tác huấn luyện, chúng tôi thường xuyên chú trọng đảm bảo tốt vũ khí trang bị cũng như là huấn luyện kíp chiến đấu, nâng cao khả năng phát hiện, quan sát, thông báo, bắt xa. Đóng quân trên địa hình núi cao gần 300m, giáp khu vực biên giới, thời tiết khí hậu rất khắc nghiệt, nhưng cán bộ chiến sĩ trạm radar 59, trung đoàn 291, sư đoàn 365 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm nền nếp canh trực 24/24 giờ. Với phương châm phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa, các cán bộ nhân viên trạm luôn thấm nhuần quan điểm đoàn kết, hiệp đồng các kíp chiến đấu mẫu mực từ sở chỉ huy trạm đến các đài radar. Đài K1 trạm 59 mở máy sang lúc 09:05. Rõ. Đài K1 chú ý anten 6 bằng hút. Báo cáo chỉ đạo trưởng, trung đoàn thông báo tốt 581. Kiểm tra tốt 581. Thông báo tốt 581, máy bay quốc tế.
tập trung quản lý chặt chẽ tất cả các tốc độ lại. Trong thời gian vừa qua thì đơn vị được tổ chức biên chế thêm các loại khí tài mới, cải tiến, đặc biệt là các loại radar thế hệ mới và các hệ thống phục vụ cho chiến đấu. Thì đơn vị đã tổ chức tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức và các thành phần tham gia tập huấn thì tích cực học tập, nâng cao trình độ. Và về đơn vị thì đã tổ chức xây dựng hệ thống giao án và xây dựng các loại văn kiện để phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện từ thấp đến cao và đặc biệt là huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từng bước làm chủ cái vũ khí trang bị khí tài. Trạm 59 hiện nay còn làm mới một số mô hình học cụ để phục vụ cho công tác huấn luyện. Lắp đặt tại vị trí thuận lợi, dễ dàng cơ động, huấn luyện tại nhiều vị trí khác nhau, tiết kiệm điện năng và chi phí. Mô hình này giúp bộ đội thao tác, sử dụng khí tài thuần thục, phối hợp hiệp đồng giữa các số, bộ phận kíp chiến đấu với nhau, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Học trên mô hình học cụ này chúng tôi cũng được gặp nhiều trường hợp không quân địch luyện tập thì giúp chúng tôi nâng cao khả năng xử lý các tình huống trên không, xử lý các tình huống khí tài tốt hơn, công tác phối hợp nó được nhuần nhuyễn hơn. Sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đội Phòng không Không quân, thực hiện phương châm sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Các đơn vị radar hiện nay luôn bám sát nội dung huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc và phối kết hợp giữa các vị trí, huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, không chỉ làm cho bộ đội nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật, các loại khí tài cải tiến, mới, mà còn nắm chắc các phương tiện bay, nhất là phát hiện các mục tiêu tầm thấp hiện nay như UAV. Hiện nay đối với trung đoàn các cái loại UAV thì trung đoàn đã cũng huấn luyện để các kíp khi sử dụng thao tác đài radar kết hợp các phương tiện trinh sát khác thì phát hiện các cái tốp UAV trong cái khu vực quản lý của đơn vị và thông báo về sở chỉ huy trung đoàn và các đơn vị hiệp đồng theo đúng quy định, đã nâng cao được khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời của toàn trung đoàn, đặc biệt là quản lý các cái mục tiêu bay thấp và cực thấp. Bước vào các trực đêm trên vọng gác, các chiến sĩ trẻ của trạm radar 37, trung đoàn 293, sư đoàn 361 lại dõi đôi mắt tinh tường của mình vào bầu trời đêm để quan sát mục tiêu. Dù là ca trực đêm hay ngày, tất cả đều phải tập trung tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao độ. Bởi sự tinh tường trong đôi mắt, sự dõi theo của đôi tai chính là thước đo của những người lính radar. Mỗi ca gác của chúng tôi đều tập trung 24/24 và quan sát các tổ mục tiêu để đảm bảo không để lọt thông báo mục tiêu, để Tổ quốc không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Với lực lượng radar thì có nhiều cái đài radar mới được đưa vào trang bị với cái khả năng là quan sát xa, phạm vi rộng và đặc biệt là khả năng chống nhiễu cao cũng như khả năng bắt thấp và cực thấp. Trong mọi cái điều kiện, hoàn cảnh, đặc biệt là thời tiết, mây mưa, sương mù thì cái khả năng để quản lý vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam ngày được càng nâng cao lên. Thì với cái lực lượng như vậy và trang bị hiện đại như thế thì chúng tôi khẳng định rằng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, lực lượng radar nói riêng và lực lượng phòng không quân nói chung sẽ quản lý bảo đảm vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Hiện nay, trong điều kiện tác chiến mới, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ trong binh chủng radar xác định quyết tâm đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong điều kiện tác chiến mới, xứng đáng làm mắt thần, quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.